Mèo để Robin vẫn xây nhà vào ngày nghỉ trong Study Valley. Nếu các bạn đến nhà Robin để xây nhà vào thứ ba, thì thường là bà sẽ nghỉ đi lắc nha Tuy nhiên mình có một cái mèo vẫn bắt Robin xây nhà được. Tầm 9 giờ 30 sáng các bạn đứng ở đây canh bà đi ngang qua chỗ bán hàng rồi click một phát là sẽ vẫn mua hàng và xây nhà như bình thường. Thế là mình đã hốt được một ngày nghỉ của Robin. Tội nghiệp gặp đúng thằng nông dân bóc lột quá. Tương tự như vậy những ngày nào mà các bạn đến muộn quá mà đóng cửa rồi á, thì các bạn có thể đứng ở đây lúc 8 giờ tối để canh bà đi về và xây nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong cái thị trấn này chỉ có Robin mới sinh năng được như vậy thôi.